Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Ca sĩ Kim Ngân 30 năm lang thang và cuộc gặp gỡ những người tốt bụng an ủi phần nào tuổi xế chiều. Trước khi ca sĩ Kim Ngân gặp được Trinh Hài Thúy Nga và mẹ con chị Huyền, thì nữ ca sĩ sẽ được kể lại. Cư dân gốc Việt sống tại Little Sài Gòn, California chắc không ai xa lạ với người phụ nữ thân hình gầy gò, đen nhiệm, đầu tóc rối bời, thường lang thang vô định, nói năng lúc tỉnh lúc mê. Tuy vậy, những gió sương ấy cũng không làm phai mờ đi đường nét rất đẹp trên gương mặt cô. Có thể hình dung người phụ nữ này đã từng một thời là đại mỹ nhân rất xinh đẹp. Người phụ nữ ấy chính là cựu ca sĩ Kim Ngân. Trong những năm của thập niên 80, cô đã từng một thời khiến cho bao nhiêu người Việt tại hải ngoại phải say đắm bởi giọng hát tươi trẻ và vẻ đẹp đầm thắm của mình. Rồi cuộc đời cũng cho Kim Ngân gặp gỡ được Trinh Hài Thúy Nga. Trinh Hài Thúy Nga đã bắt gặp ca sĩ Kim Ngân lang thang trên đường phố ở Mỹ. Nữ Trinh Hài cho biết mình đã nhiều lần gặp đàn chị, nhưng người này không bao giờ cho ai quay hình hay phỏng vấn, thậm chí còn vô cớ mắng chửi người khác. Chị Kim Ngân dữ lắm, không dễ gì có thể tiếp xúc được. Nhiều lúc tôi đến cho tiền nhưng chị không lấy, cho đồ ăn cũng không chịu. Hôm nay không hiểu có chuyện gì mà tôi thấy chị ấy ngồi trước cửa hàng. Tôi liền đánh liều tới hỏi chị có ăn gì không. Em dẫn chị đi ăn thì chị ấy nói, ừ, hôm nay con đói lắm. Chị ấy nhiều tuổi hơn mà toàn xưng con với tôi. Thúy Nga tâm sự khi quyết định giúp đỡ Kim Ngân. Vì đồng cảm giữa những nghệ sĩ với nhau, khi tuổi già của một nghệ sĩ khi đã bước đến ngưỡng cửa tuổi xế chiều mà phải đi lang thang sống không nhà không cửa, Thúy Nga cảm thấy xót xa cho một hồng nhan mà lại bạc phận như vậy. Thúy Nga cho biết khi đứng ra giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, cô đã lường trước việc phải đối mặt với những lời khen tiếng chê. Thúy Nga cho biết trong mọi chuyện giúp đỡ cho Kim Ngân, cô không muốn làm một mình mà muốn gia đình cựu ca sĩ cũng giúp cô chứ không phải để cô làm một mình. Nhưng mẹ chị Ngân nói nếu để chị ấy thấy mẹ là chạy đi ngay, không giáp mặt được nên rất khó. Còn tôi cũng không muốn ra luật sư ký để đứng tên lo cho chị Ngân, vì như thế tôi phải chịu trách nhiệm rất nặng. Hiện tại trong thời gian chờ có đầy đủ giấy tờ để đưa chị Ngân đi viện, tôi chỉ muốn đưa chị đi hát hò, tu âm để giải trí nhẹ nhàng, tiếng Nga tâm sự. Nữ nghệ sĩ khẳng định cô làm YouTube vì muốn khán giả biết được về tình hình của Kim Ngân và muốn giúp đỡ cựu ca sĩ là chính, chứ cô không bao giờ đọc các bình luận chê bai chỉ trích. Khi giúp chị Kim Ngân, tôi phải dời nhiều hợp đồng quảng cáo và họ giận tôi cứ dời ngày quay nên họ tức giận hủy hợp đồng. Tôi bận rộn không có thời gian ăn ngủ, thời gian đâu mà lên YouTube đọc bình luận, do đó tôi không quá bận tâm với những lời khen tiếng chê để tâm mình bình an, nữ nghệ sĩ nói. Tuy nhiên Thúy Nga cũng không kìm nén được sự tủi thân, cô bật khóc khi nói chuyện nhiều người chỉ trích mình. Tôi là người bình thường chỉ muốn giúp chị Kim Ngân thôi, ai thương tôi thì chung với tôi giúp chị Kim Ngân, chứ không phải đi soi trên đường rằng thấy chị Kim Ngân lang thang, chị Ngân lang thang quen rồi, không cho chị đi là chị giận. Tôi đã thử không cho chị đi và chị giận. 30 năm lang thang, giờ đây ca sĩ Kim Ngân đã chính thức có một căn phòng có chỗ ngủ ổn định. Một tuần mình ngủ ở đây để theo dõi giấc ngủ của chị, thấy chị ngủ ngon làm Thúy Nga thấy vui quá. Chị bắt đầu biết cảm nhận nơi đây đầy ấm áp tình yêu thương, và chị chính thức đã rời xa chỗ ngủ nên mấy giặc thì Thúy Nga mừng còn hơn trúng số. Những ngày qua Thúy Nga không còn ngủ nơi căn phòng này nữa, 3 giờ sáng lại tản mạn nhớ về phòng ngủ của Ngân Nga. Ca sĩ Kim Ngân sắp trở lại với chính mình rồi, Thúy Nga tin như vậy. Cả nhà và các fan hãy giúp Nga cầu nguyện cho chị ấy mau bình phục và trở lại một Kim Ngân của ngày nào. Thương chị, hiện tại bản thân Thúy Nga cũng đã có sự thay đổi trong việc giúp đỡ cựu ca sĩ. Trước đây cô hay kèm kẹp khiến cho cựu ca sĩ khó chịu, nên giờ cô nới lỏng hơn bởi nhận ra Kim Ngân đã lang thang nhiều năm nên thích tự do hơn. Theo các clip Thúy Nga đăng tải gần đây, sau khi đưa ca sĩ Kim Ngân về tỉnh xã Từ Quan tá túc được vài hôm thì nữ ca sĩ đổi ý muốn chuyển ra ngoài. Thúy Nga liền tìm một chỗ trọ mới cho đàn chị, và khi chuyển về căn phòng mới, Kim Ngân đã thay đổi lạ thường. Ở chỗ mới Kim Ngân, những con gái của chị Huyền là bé Yến và con trẻ là Tuấn kêu là con, xưng má. Cô thân thiện cởi mở và trò chuyện thường xuyên với hai người con của chị Huyền.
Từ khi có chỗ ở mới, nữ ca sĩ ít đi lang thang hơn và sống thuần tính hơn. Cô không còn nổi đóa, nhiều khi gặp người lạ, không chửi bới mỗi khi lên cơn bệnh, và đã chịu thay quần áo cũng như tắm gội thường xuyên. Thậm chí nữ ca sĩ còn tự giác uống thuốc và đánh đàn cho mọi người nghe. Đây là những dấu hiệu cho thấy Kim Ngân đang trong quá trình trở lại với trạng thái bình thường. 30 năm sống lang thang, giờ đây Kim Ngân đã chính thức có một căn phòng, có chỗ ngủ ổn định. Một tuần liền, tôi ngủ ở đây để theo dõi giấc ngủ của chị ấy. Thấy chị ngủ ngon lành khiến cho tôi rất vui. Cách đây không lâu, tự dưng Kim Ngân là một chuyện đồng trời, là đi vào siêu thị đòi mua quần áo. Lúc đầu tôi nghĩ chị ấy sẽ chọn những bộ đồ bình thường để mặc hàng ngày. Không ngờ chị ấy chọn hai cái váy thì đẹp và rất gợi cảm. Tôi hỏi mua váy đó để làm gì thì chị ấy nói để mai mốt đi diễn với má. Không những vậy, Kim Ngân còn chủ động uống thuốc, khiến cho tôi không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt khi sư cô ở tỉnh xã Tư Quan đến thăm, Kim Ngân còn vừa đàn vừa hát một đoạn ca khúc Nỗi Lòng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh cho sư cô nghe. Đây là những điều mà trước đó chị ấy chưa từng làm và khiến cho tôi vui mừng hết sức, Thiên Nga kể. Tiếp đó, theo Thiên Nga, nữ ca sĩ còn đòi mua hoa về cắm và đòi tự trang trí phòng theo ý mình. Đặc biệt theo dõi đàn chị qua một quá trình, Thiên Nga nhận thấy Kim Ngân rất khát khao tìm mẹ con. Tôi để ý mỗi lần thấy tôi với con gái đùa giỡn với nhau, chị Kim Ngân thường có cái nhìn xa xăm, nhìn thương lắm. Vô tình khi ở phòng mới, chị ấy muốn hai đứa con của chị Hiền. Chủ nhà gọi mình là má Ngân, và khi được gọi như vậy chị ấy rất sung sướng. Thậm chí khi bị Yến ôm hôn và kẹp tóc cho Kim Ngân, điều mà bình thường có ai làm được. Đó là điều may mắn của chị Kim Ngân vì luôn gặp được những người tốt giúp đỡ và yêu thương mình. Tiếng Nga kể thêm, mấy đây cựu ca sĩ tự nhiên muốn gửi tiền về Việt Nam cho người dì tên Trang, là người đã chăm sóc mình từ bé, để xây mộ cho Dượng. Ca sĩ Kim Ngân kết nối được gia đình người thân ở Việt Nam. Chị ấy có nhà ý muốn gửi 100 đô về cho dì Trang xây mộ cho Dượng 10. Đây là điều làm tôi rất là vui khi chị vẫn nhớ đến bà con họ hàng ở Việt Nam. Hôm nay chị còn gặp được người bạn thân học chung trường Dòng năm lớp 7. Chị vẫn nhớ đến người bạn của mình nên khi gặp đã nói chuyện rất tỉnh táo, minh mẫn, nhiệt tình và để cho bạn ôm ấp. Ngoài ra Kim Ngân còn tỏ ý muốn gặp lại ca sĩ Phi Khanh, một người bạn mà chị ấy rất yêu quý. Thiên Nga cho biết thêm, bên cạnh đó ca sĩ Chi Phương Trinh, vợ của Bằng Kiều cũng tiết lộ rằng cô đã liên hệ với Mai Khanh, con gái của ca sĩ Kim Ngân. Cả hai cô cháu đã lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ lại mẹ của mình. Mai Khanh nói rất tội nghiệp cô bé Bảo, con đã cố gắng rất nhiều trong quãng đời trưởng thành để giúp mẹ, nhưng lần nào giúp cũng đều thất bại. Mỗi lần thất bại như vậy, chúng con rất đau lòng và thất vọng. Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ khác. Tôi có nói với cô bé rằng, lần này tôi với Thiên Nga sẽ đồng lòng và hết sức cố gắng để cho Mai Khanh và Thí Anh, hai con gái của chị Kim Ngân, gặp lại mẹ mình. Tôi hứa với cô bé mọi việc lần này sẽ khác và mức độ thành công sẽ cao hơn những lần trước. Những lần trước, mỗi lần các con tiếp cận thì chị Kim Ngân là chị ấy đều nổi đó lên chửi bới và cao gắt rất đáng sợ, chị Phương Trinh cho biết.